Từ là từ phụ tướng, bảo kim sắc vang lên đàn. Ở trong đó nửa năm trời. Ô, ông Năm hả? Nhớ quê chịu không nổi anh ơi. Nursing home gọi, họ nói nó trốn kìa. Ở trong đó buồn dữ lắm. Cho nội ở nhà một ngày bữa nay thôi, để nội cũng đám dỗ bà nội con. Con gọi police bắt nội. Kêu police đi. Thà police nó bắt ông nội đi, còn hơn là ông nội ở đây mà ông nội nghe cháu mình nó mắng chửi mình. What is quê hương? All you talk about is quê hương. It's totally strange to me.